Trời ơi, lại là thầy trò của mình đây. Xin Đang chào ngồi mọi nói người. chuyện, đang ngồi mà nói chuyện thầy kêu: "Con ơi, lấy cho thầy Không, miếng nước." không dám còn, không dám mà đi. Thầy của mình á đang mệt nổ quạo. Thầy quạo với ai á? Thầy quạo với em hả? Cái ly này kia kìa, cái ly kia À. này. Rút xuống, à, rút xuống cái này đó. Trời ơi, em cũng thông minh lắm thầy ơi. Đó, nói chung là Cái thầy gì trò con mình đây? á. Nói chung là thầy gặp mình là mình cũng đâu phải giảng vừa đâu. À, giờ đi nước nóng vô thầy uống nước nóng nóng. Thầy ơi, không có nước nóng nhé. Ha. Ôi. Có thì trả làm sao cho nóng được, thì nào cũng bị nước nóng thì mình đem ra sao uống Thầy xin. Đây này, bây giờ là thầy sẽ làm một cái cho của cho ngài. cho cho À, trò trò trò. Đó, đây đây đây. Đó, dạ em mời thầy uống. À, Đó. thôi thầy làm phép để thầy uống nè, trước khi uống là thầy làm phép uống nè. Thầy ơi. Là thầy trò mình đấy. Thầy mời mọi người uống nước nha, mà ai chưa đi cắt nước, ai cắt nước mà xem mọi người đi lấy nước uống, đừng có ngồi coi riết mà uống nước vô cổ nha. Đó, thấy chưa, mình nói thật vậy thôi chứ khi mà thầy trò của mình á, thầy vậy thôi, nhìn thầy nghiêm vậy thôi chứ thật ra là thầy cũng có một cái hướng ngoại nha. Hướng ngoại có nghĩa là suy nghĩ rất là cái gì, phong phú nha. Suy nghĩ cho mọi người, suy nghĩ cho mọi người, muốn mọi người, tất cả chúng sanh trên thế giới này được sống một cuộc sống bình an, có đầy đủ cơm ăn nước uống, vậy thôi. Bye bye mọi người nhé.